Chào các bạn. Con người ta đôi khi nghĩ cũng buồn cười các bạn ạ. Công việc nhiều, làm nhiều. Chỉ mong có ngày được nghỉ ngơi. Nhưng mà đang lao động bình thường tự dưng rảnh quá, suy nghĩ lung tung. Cho nên có câu nhàn di cư bất thiện. Cho nên có câu nhà giàu tham việc, bởi vì người ta càng làm nhiều người ta càng muốn làm thêm. Thất nghiệp tham ăn. Ngoài trừ tính toán mà khi trời mưa nghĩ thịt chó, ăn cái này ăn cái kia, thậm chí những người đi chơi, những việc này việc kia, thậm chí bài bạc. Mọi khi bận quá, lúc nào cũng thấy mệt, tự dưng nay trời mưa, đọc sách, xem điện thoại, vi tính, Facebook, Zalo, YouTube chán, lại thấy chán chán, chạy ra xem gió nói phét ở ngoài vườn. Cây vải này là cây vải mình gọi là cây vải tháng 3, ô trứng trắng. Từ năm 19, mình đang năm nay là năm 19 này, 20, 21, 22, 23, 5 năm, chưa mất mùa bao giờ. Thì các bạn quá quen với cây vải này. Mình hay gọi là cây vải che nhà. Vậy hôm nay mình chỉ đi nói phét thôi nhá. Chỉ đi nói phét. Ở đây. Cây vải này mình khoanh lâu lắm rồi các bạn ạ. Mình khoanh từ hôm 26 tháng 10, chia sẻ một video chung với tất cả các kỹ thuật khoanh các loại vải. Các bạn nhìn hoa này. À, nhìn hoa. Hoa cực đẹp đúng không? Không hề có một chút lọc. Để các bạn quan sát hoa ở dưới tán, ở trong tán đi. Trên này, trời mưa mình không đi vào được. Nhiều nước quá. Đây hoa trong tán đây nhá. À, trên hoa có một con sâu, sâu đo hay sao nhỉ? Đấy. Hoa trong tán đây. Dưới này mình dâm cây nhá, mình dâm cây cảnh. Để mình dâm cây. Cái cảnh đây. Đấy. Thì bây giờ các bạn quan sát những cảnh. Cảnh hoa này. Đây nhá, cảnh hoa hoa đấy, ngay cạnh cạnh cái cành cây dưới đấy nhá. Đây, mình vừa quay xong. Đây, đi xuống đây. Và các bạn quan sát cái đường khoanh của nó. Đây là đường khoanh đây. Úi, đường khoanh này sâu quá. Bởi thế này mình phải cúi. Thôi mình đứng lên trên này mình quay lại nhá. Ủa cái dây sắt. Cái dây này mình buộc cây cảnh. Mình đứng xem bên này mình quay lại. Thì video này chém gió nói phét nhá. Cho nên mình cứ nói lung tung thôi. Đây. Các bạn nhìn cái đường khoanh của nó. Đấy, đường khoanh đấy là vĩ đại. Tiếp theo cái đường khoanh bên này. Các bạn nhìn đường khoanh này còn vĩ đại gấp bội. Đây. Đây, các bạn nhìn nhé, một ngón tay cái này. Đấy. Giờ. Ngón tay cái mình để vừa này, khít này. Đấy. Tại sao mình lại quay kỹ cây vải này, rồi quay kỹ kỹ đường khoanh? Thứ nhất, qua một cây vải các bạn xác định được không nhất thiết cây vải khoanh phải liền mới có hoa. Vậy là một cái để các bạn rút ra kinh nghiệm sau này. Để sau này đừng bao giờ thắc mắc là cây vải phải liền mới ra hoa. Cây thứ hai, mình vẫn gọi là cây vải che nhà. Cây này ra hoa nó còn khủng hơn cây vừa rồi. Các bạn nhìn từ xa nhé. Đấy. Hoa nó khủng hơn. Còn sau làm chổi làm cái gì thì kệ nó. Đấy. Giai đoạn đầu ra hoa mình quay thì các bạn chia sẻ 90% là lọc. Các bạn nhìn ở trên ngọn. Hoa như vậy trên đất như này. Để hoa đây. Úi rồi. Sâu này. Hoa này sâu này. Bên này này. Sâu cắn cụt. Cụt hết hoa rồi. Ở đây. Úi rồi. Sâu đó. Cây này thì mình không khoanh. Sâu nhiều. Cây này mình không khoanh. Cây này giai đoạn mà cuối mùa thu, đầu mùa đông, nó ra lộc. Những cái chùm mà dài ngoằng cái kia nhá. Cái chùm mà dài ngoằng cái kia đấy. Mình chỉ ngón tay mình phóng to nhá. Đây hai cái chùm ở giữa màn hình ấy. Đấy. Mới đầu nó là lộc các bạn nhá.
mới đầu nó là lộc. Nhưng cả cây này nó chỉ ra loay thoay một vài cái lộc thôi. Sau khi nó ra được loay thoay một vài cái lộc, vì cây này mình không làm gì, không bón phân, không phun thuốc, không chăm, không sóc, không khoanh. Khi nó ra thoai được loài cái lộc thì trời hanh khô giá rét, lộc nó không ra nữa, nó dừng lại, nó khô tự nhiên đi. Sau đó nó lại ra hoa ở trên lộc đó. Vậy qua cây này thì các bạn có thể khẳng định cho một vấn đề: cây vải để tự nhiên nó vẫn ra hoa, có nghĩa là nó duy trì đúng bản năng sinh tồn của nó. Cái dòng giống gì nó sinh tồn, nó duy trì nòi giống thì nó mới tồn tại tận hiện bây giờ. Đây chính là quy luật đào thải tự nhiên. Vậy thứ hai, thứ nhất mình có cây kia không cần đường khoanh liền, cây vải vẫn ra hoa. Đến cây thứ hai là cây hai cái vải này là không cần khoanh, vải vẫn ra hoa tự nhiên. Để các bạn thêm cái kiến thức thứ hai: không cần khoanh, vải vẫn ra hoa. Còn hai cây vải này năm nay mình chiết cụt, mình làm lộc tự nhiên, bởi vì mình chiết để mình bán với anh em. Lộc nó rất là non và xanh. Mình đều khoanh cái hôm mình làm video. À, mình khoanh sau, không khoanh làm video khác, không video cái này mình không khoanh. Mình không làm video. Đây, lộc rất là non. Cái giống này ra hoa quá thuận lợi. Đây, hoa bắt đầu. Đây, đầu đều ra hoa nhé. Đây này, trong này có hoa. Lộc này non quá như bắt đầu ra hoa. Nhưng giống tháng 3 này, u trứng trắng này thì không ngại. Ra hoa có thể đến lập xuân. Và trong tán đây, để mình đứng lên trên này, mình đứng lên trên này, trời mưa rất ướt, để các bạn nhìn hoa của nó trong tán. Thôi để mình xoay bên này một tí, mình đứng lên mấy cái bậc. Trời mưa ướt quá, mình không bê thang đi được nữa. Tóm lại là trong này ra hoa rồi nhá. À, đây, các bạn nhìn trên này, đây, có những hoa gần. Hoa trên này, mình ra lên một tí nhá. Hoa trong tán các bạn nhá. Ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đều ra hoa. Cây này cực xanh tốt. Thôi mình cố lên một tí nhá, xem có lên được không. Khó quá. Trơn quá các bạn ạ. Đây, mình phải chuyển sang tay trái cầm điện thoại, tay phải trèo. Không may nó trượt. Được rồi, đã trèo thành công. Các bạn nhìn hoa này, hoa cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hoa rất là đẹp, rất là ok. Đây, hoa trong tán. Đây, đây, những bông hoa mình vừa quay. Đây, đây. Đấy. Còn trên ngọn nó đẹp hơn, bởi vì ngọn nó thoáng hơn. Hoa cũng rất là ok rồi. Cây vải này là cây vải bị nước trì. Cây này còn trì hơn cây ở bên kia, bởi cây này gần hơn, gần cái bể cá của mình hơn. Và các bạn quan sát đường khoanh nhá. Hãy đường khoanh đây, cũng rất là khủng bố luôn. Đường khoanh bên này cũng rất là bố khủng luôn. Đấy. Vậy qua các video này các bạn càng khẳng định thêm, không nhất thiết phải liền cây vải mới ra hoa. Còn tiếp theo, cây vải này là cây vải đặc biệt nhất. Cây vải này ra hoa sớm, nhưng khi ra hoa nó là lộc. Bây giờ hoa cực dài. Và cây này cũng bị trì nước, nhưng nó ít hơn cây bên kia. Nhưng cây bên này là mình không khoai, không chiết, cho nên làm hoa, làm quả bình thường. Cái cành mà mình vẫn chia sẻ là vải nhũ, lộc mình phun đây. Các bạn quan sát được đường khoai cho đi, khô khốc, chưa hẹ liền. Thì cây này mình đã phun 2 lần MKP. Khi nó mới ra hoa, nó là hoa, à là lộc. Khi mới ra nó là lộc, nhưng bây giờ thành hoa hết. Mình phun MKP. Đây. Và các bạn quan sát lại những bông hoa của nó, mình không trèo lên nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Mới đầu là lộc, nhưng phun MKP vào thành hoa hết. Đây, các bạn quan sát, rất là ok. Đây. À còn cây bên vải bên này nữa, mình cũng chiết đây. Những cây chiết thì mình cho giờ lộc ra tự nhiên, cho nên lộc rất non. Như hoa đây. Đấy, hoa cực đẹp luôn. Đấy.
Còn cây bên này nữa cũng là cây chết, mình chết cụt cho mình để ra lục non. Thì bây giờ hoa ra sau một chút, để hoa ra sau một tí. Đây. Đây, hoa đều ra sau, bởi mình chết cụt mà, mình phải cho ra thêm lộc nữa không thì nó thiếu quá. Hoa đều ra là sau. Đây. Và đường khoanh của nó đây, ở đây. Cành này nó già hơn ở dưới thì hoa dài hơn. Đấy. Và đường khoanh ở dưới các bạn quan sát nhá, cây hoa dài đây nhá. Đây. Và cây này cũng có một điểm là ở dưới này có nước chảy. Ôi cây này. Bởi vì lộc lá tốt quá. Cái đường liền của nó liền hơn. Vậy là qua một loạt những cây vải tháng 3 ô trứng trắng vải che nhà nhà mình, thì một cái kinh nghiệm các bạn có thể rút ra được. Thứ nhất, vải sớm chúng ta khoanh thật rộng, ở dưới đất ẩm ướt thoải mái, cây không chết và ra hoa không cần liền. Tiếp theo sang cây vải u hồng. Đây, cây vải u hồng đây. Cây vải này nó cao quá, mình lại không đứng thang, bây giờ kéo xuất xuống rất là khó. Những cành trên này đã ra hoa nhá. Cành trên này đã ra hoa rồi. Đã ra hoa rồi. Lộc non đỏ. Ra hoa bây giờ khó quá, mình ngờ. Đây, lộc vẫn khỏe nhá. Các bạn quan sát đường khoanh của nó. Đây đường khoanh nó. Đấy. À, cây này khỏe quá, đường khoanh nó chưa liền nhưng mà không còn bao nhiêu nữa. Thì cây này mình không đứng lên được, thì mình chỉ chia sẻ như sau. Cây này là cây non đỏ, mình cũng khoanh rất rộng và cũng đã ra hoa. Thì nó cũng giống như là mấy cây u trứng trắng bên kia thôi. Mình đều khoanh rộng. Nhưng mà có một lưu ý như sau. Khi anh em và các bạn làm vải sớm, chúng ta khoanh non, khoanh già, khoanh bất cứ một lúc nào cũng được. Khoanh càng rộng, khoanh làm sao chúng ta tính toán chỉ cần đến khi nào cây vải đậu quả nó phải liền. Nếu không liền thì cây vải sẽ quả bé, cho chúng ta phải liền khi vải đậu quả. Còn cây vải chưa cần liền nó vẫn ra hoa bình thường. Thì từ đây chúng ta có thể thêm cái kiến thức vải muốn không ra lộc, chúng ta phải khoanh rộng. Có thể khoanh lộc đỏ, có còn khoanh lộc già, khoanh lộc nào cũng được. Lộc già chúng ta khoanh, cây vải đảm bảo nó không bị chết. Lộc non khoanh, cây vải có nguy cơ bị chết. Nhưng tất cả các dòng vải sớm, khi chúng ta khoanh rộng, nước tưới thoải mái, cây vải không bị ra lộc. Mình ví dụ mấy cây vải u trứng trắng mình vừa quay, một chỗ cây trì nước, hai cây trì nước và mấy cây có nước dỉ. Và nếu trì nước quá, không may nó ra lộc, chúng ta có thể phun MKP thì ức chế được lộc, cây vải vẫn có thể ra hoa lại. Đấy. Thì qua đây các bạn có thể rút ra kinh nghiệm rằng giống vải sớm chúng ta cứ khoanh thoải mái rộng. Khi chúng ta khoanh rộng thì trời mưa ẩm nó sẽ không ra lộc. Đấy. Trừ trường hợp trời bị trì nước, cây vải có thể ra lộc. Thứ hai, khi cây vải chưa đậu quả không cần liền, chỉ khi nào đậu quả cây vải mới phải liền. Còn nếu cây vải liền sớm, khi nó đang ra hoa thì hoa sẽ dài. Sau này kể cả khi đang ra hoa mà cây vải liền, hoa nó dài, sau này đậu quả rồi nó cũng sẽ có nguy cơ rụng quả giống như năm 2023 vừa rồi. Cả phía Bắc Việt Nam quả vải đều rụng rất nhiều. Phòng nông nghiệp của huyện đã phải làm cả bài để đi
nguyên nhân dụng quả sang cả những làng vải nổi tiếng của huyện Lục Ngạn, đó là khu Cầu Quýt hay Tân Mộc gì đó. Còn nhiều vườn rất đẹp đang mời những cơ quan này cơ quan kia đến thăm, nhưng mấy hôm sau rụng hết cho nên hoãn. Đấy, cho nên vải sớm này chúng ta chỉ có con đường khoanh thật là rộng. Tuy nhiên khoanh rộng nguy cơ chết rất cao, thì chúng ta phải giữ ẩm được. Cho nên những dòng vải sớm chúng ta nên trồng ở những vùng đất bằng và chủ động được nước. Đấy. Đây là những cây lộc tương đối già, thì bây giờ đã ra hoa từ gốc lên những ngọn, từ trong tán đến trên đỉnh. Mình soi cái trên đỉnh các bạn quan sát nhá. Trên đấy hoa đấy, nhưng mình không nhìn thấy. À đấy, các bạn nhìn thấy cái gì nhỏ nhỏ không? Đấy, cái giữa màn hình nhá. Đây, mình chưa giữa màn hình đấy. Chính là hoa. Còn trong tán đây. Trong tán đây. Các bạn quan sát trong tán đây. Hoa đây. Lưu ý khi nó vừa nhú hoa thế này nhá, như sau thành lộc, à vì nhú hoa thế này nhá, như sau nó là thành hoa hết, nó phải lộc đâu. Đây. Dưới tán đây. Đây hoa đây. Đấy. Hoa đây. À đây, mình đã công phu, mình để một sẵn một cái thang ở đây rồi. Bởi cây này mình quay nhiều. Khi mình mới quay lên thì anh em bảo là khoe hoa. Một thời gian bảo không dám quay nữa, thì bây giờ mình quay lại. Phải trời mưa chém gió thôi phép cho nên chém thoải mái. Đây. Lộc đây, không dám khoe nữa. Lộc đây, không dám khoe nữa. Lộc đây, không dám khoe nữa. Lộc đây. Lưu ý là mình chưa phun nước sâu. Phun ít nhất để tiết kiệm tiền, lấy đâu thời gian mà suốt ngày phun. Đây, phun ít nhất. Đây, hoa đây. Đây, lộc đây. Đây, lộc đây. Trời mưa này thì hoa ra như rau muống. Các bạn mà khoanh mịn, chúng ta không phun ức chế các loại phân NPK lân 86 MKP NPK dầu lân hay kali gì đó thì hoa nó dài đến 3-40 phân thì cũng không có quả đâu. Nếu chúng ta khoanh mịn, chỉ con đường khoanh thật rộng như mình thôi. Đấy. À tiện đây mình kiểm tra đường khoanh nhá, cây u hồng. Cây u hồng đây nhá, lại kiểm tra đường khoanh nhá, đây. Đây cụ hồng nhá. Mấy mình khoanh theo kiểu lười nhá, mình làm một đường duy nhất thôi. Các bạn quan sát này. À đây mình làm 2-3 đường rồi, không phải một đường rồi. Đây, các bạn nhìn đường khoanh này. Rộng chưa? Cần liền đó. Đấy. Rất là rộng. Đấy, đường khoanh bên này nữa mình lại kiểm tra lại. Rất là rộng. Vậy vải u hồng năm 2023 vừa rồi rụng nhiều chính là do đường khoanh các bạn ạ. Các bạn khoanh xong khi đậu quả nó liền hoặc liền sớm quá cây nó khỏe, thì qua đây các bạn càng thấy có một cái quy luật như thế này. Giữa sinh trưởng và phát triển nó là tỷ lệ nghịch, đối nghịch, tương phản, đối lập với nhau. Cây u hồng là một dòng vải sớm khỏe, rất là mạnh. Nhưng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của nó rất là mạnh. Mà cây vải chúng ta lại bấm ngọn tỉa thưa, đốn cụt, cây trồng nhỏ. Cây trồng có mấy mét một cây, 4-5 mét, 3-4 mét một cây. Cho nên chúng ta là đốn sâu, bấm sâu. Thì nó có nhu cầu phát triển hơn là nhu cầu sinh sản. Cho nên khi mình làm hoa, làm quả rất là khó. Cho nên cái kỹ thuật của mình là làm cho cây vải u hồng thật cao, lớn, to, nhiều lộc, nhiều lá và ít bấm tỉa. Thì nó mới có cơ hội ra hoa, đậu quả nhiều hơn. Trời mưa mình chỉ để thang ở cái cây vải già chứ không mang thang lên đây nữa. Đây, những cây lộc non đây cũng đều ra hoa hết rồi. Sáng nay hay hôm qua mình làm video đấy. Đấy. Đây, kỹ thuật khoanh lười của mình đây. Khoanh một đường duy nhất đây. À đây, hai đường. Đây, hai đường nhé. Đây. Chưa có dấu hiệu liền. Đấy. Chưa có dấu hiệu liền.
Đây cây bên này nhé các bạn nhé, hôm qua mình quay nhé, hoa hết nhé, xanh đen xì. Quay một đường duy nhất đây. Đấy, quay một đường duy nhất, bắt đầu có dấu hiệu liền rồi đấy. 2 tháng sau liền. Đây, khoanh kiểu lười đây. Úi. Đây, khoanh kiểu lười đấy nhỉ. Đấy. Chờ sát các bạn quan sát nha. Đây còn cây vải mình khoanh lộc non đây. Hình như mình khoanh làm video chia sẻ độc lập cho riêng cây này. Đấy. Cũng có hoa nhé. Còn những cây mà tháng 3 vợ mình trồng đây, mới đầu tưởng u hỏng, hóa ra vợ trồng tháng 3. Không khoanh không gì cả. Cây mới trồng, hoa đẹp, mũm mĩm. Sâu còn cắn cụt hết, có phun nước sâu đâu. Đây, cây này ra hoa, mình vít một cành xuống các bạn nhìn lại, không cần vít nữa, mình nhìn thấy rồi. Nhưng tất nhiên cành này nó bị lộc già. Các bạn có nhìn thấy không? Mình thì không nhìn thấy. Các bạn nhìn nó cảnh này nhá. Đây. Cảnh nó khoanh đây, chính là cảnh này. Các bạn nhìn này. Đấy. Đấy. Ok chưa? Vậy là mình đã nói xong về đặc điểm thực vật của cây u hồng, u trứng trắng. Tất cả những dòng vải sớm nó có một điểm như thế này. Vải càng sớm bao nhiêu thì nó lại càng không cần khô, hanh, giá rét bấy nhiêu. Cụ thể nhất là giống u trứng trắng là vải sớm nhất. Và cả vải nào càng sớm thì nó có đặc điểm càng khỏe và không cần trời hanh khô giá rét. Vì nó càng khỏe cho nên chúng ta phải để cây cao, lớn, to lớn. Thì cây mới ra hoa đậu quả ổn định. Khi cây cao, to lớn, ra hoa đậu quả ổn định thì cây khỏe, chúng ta cần phải khoanh khỏe, khoanh rộng. Nếu lộc già chúng ta khoanh thì không sao. Như lộc non, lộc hồng chúng ta khoanh thì chúng ta phải tưới nước. Đặc điểm là chúng ta khoanh rộng thì chúng ta phải tưới nước vào những ngày trời hanh khô da rét. Đấy. Hanh khô da rét. Để cây vải của chúng ta không bị chết. Và tính toán làm sao cây vải ra hoa khi nào nó đậu quả nó phải liền. Còn cây vải không ra hoa, không liền, nó vẫn ra hoa một cách bình thường. Vậy đã ok, xong vải u trứng trắng và tháng 3. Tiếp theo về vải Thanh Hà. Thì vải Thanh Hà, nhà mình thì mình làm ngoài vườn. Mà mình phải đi xe, chân thôi mình không ra nữa. Mình quay mấy cây, vợ mình trồng thêm. Mình thì mình trồng mang tính đồng loạt, đã trồng trồng loạt chết thôi, chẳng thèm để ý. Như vợ mình thì cứ hở đâu, vợ mình lại trồng đấy. Cho nên mới có những cây vải để mình làm ví dụ. Ví dụ chỗ này, mình làm cái ao. Đây cái ruộng. Đây là mình trồng, mình kẽ thôi, như vợ mình trồng. Đây, cái u trứng trắng đây. Không khoanh, không gì. Ra hoa, rất là ok. Tiếp theo là cây vải Thanh Hà mình khoanh đây. Cũng làm hôm video chia sẻ về kỹ thuật khoanh. Lộc già, đang nhũ lộc, khoanh xong vàng ươm, không chăm, không sóc, giống như sắp chết. Nhưng khi mình khoanh, đang nhũ lộc các bạn ạ. Mình khoanh xong nó thui lộc. Mình khoanh xong nhé. Khi mình khoanh cây này là hôm 26 tháng 10 đúng không? Hình như thế, mình không nhớ, mình không xem lại. 26 tháng 10 mình làm video tổng hợp tất cả các loại khoanh từ u trứng trắng, Thanh Hà, u hồng. Khi mình khoanh đang nhũ lộc. Đấy. Và cây lộc nhỏ, mình khoanh một đường khoanh khoảng 2 ly. Ui rồi một thời gian này, ngày nào mỗi ngày ra thăm nó to một lần. Nó to cũng đục nha. Anh em mà các bạn chia sẻ là vải nhỏ không nên khoanh và khoanh khép kín, không khép kín như nào đó. Thì mình khoanh một đường rõ ràng ra. Đấy. Khoanh xong nó thui lộc thì lộc bây giờ vẫn đen, chưa ra lộc, chưa ra hoa. Còn những cây vải mình khoanh đây, lộc non đây. Ở chỗ này mình phúc sâu mình chẳng phun, dẹp sáp, dẹp muỗi, ăn hỏng hết cả lá. Ôi trời, trời mưa to các bạn ạ. Ui, mưa như nào bây giờ cụ thể mình so sánh cái ao mình đây.
Vậy là đợt này mình có kế hoạch là lấy bùn ở ao. Như mưa này thì không lấy được rồi. Đây là cái nơi mình vét sạch bùn sâu khoảng độ 60 phân, 6-70 phân. Ngày xưa mình đào rộng như này, à sâu như này. Thì lúc đầu mình lấy bùn mình định chỉ lấy một chút bùn trên mặt thôi. Nhưng sau khi lấy một được một vài xe mình thấy tiếc cho mình lấy hết, lấy triệt. Thì chỗ bùn trên mặt đây mình lấy một lượt đây. Nước mưa như này các bạn ạ. Mà lưu ý đây mưa không phải chảy nhá. Mưa tại đây thôi, còn bên này này. Nó nhiều nước này, chứng tỏ mưa khá nhiều nước nhá. À mình nói là mình sẽ không lấy bùn nữa bởi vì là mưa nó đường nó trơn nó trượt rồi. Mà cái xe của mình là cái xe đầu kéo. Cái phần dốc ấy kìa. Mấy hôm lấy bùn nó trượt. Nó trượt, nó trơn ấy. Nó cào bùn lầy ra. Bây giờ đi sẽ trượt. Nên tạm thời mấy hôm nay không làm được thì lại phải làm vườn thôi. Đây, mưa này, đọng nước này. Lâu lâu làm cho một đường đến giữa cái nó thụt xuống số hõm này. Bị thụt mất rồi. Đây. Vậy là mình lại phải làm vườn. Mình đang nói đâu nhỉ? Cây vải Thanh Hà. Thì theo như là cái thời vụ của mình, vải tháng 3 thì ra hoa từ thời gian là cuối mùa thu đến mùa xuân trong thời gian là 4 tháng. Còn cái vải u hồng, ui, trời trời trời. Cái vải u hồng thì ra hoa trong thời gian là cuối tháng 12 và đầu tháng 1 dương lịch. Còn vải Thanh Hà ra hoa khoảng 15 tháng 1. Vậy là hôm nay là mùng 10. Mùng 10 tháng 1 rồi. Thì cái vải Thanh Hà khoảng 5-10 ngày nữa sẽ ra hoa đồng loạt. Cho nên bây giờ nhiều vải các bạn ra hoa là bình thường. Còn nhà mình thì chắc giờ chưa có cây nào. Thôi vải Thanh Hà mình bỏ đi nhá. Coi như vải Thanh Hà là dạng đơn giản thôi, không có gì. Bây giờ vải thiều. Cây này mình làm video chia sẻ đúng không? Cái đường này mình nhớ là mình khoanh mình có quay cái gì nhỉ? Quay ngay cái cây này này. Vợ mình cẩn thận che vào, ông sợ mình lái mấy cầy hoặc con mình hoặc ai đó vào đơn nghịch bẻ gãy cái ống nước nước. Các bạn quan sát cái đường khoanh mình nhá. Chưa hề có dấu hiệu liền. Đấy, chưa hề có dấu hiệu liền. Vải thiều như mình bắt đầu khoanh từ đầu tháng 11. Đúng nhỉ? Cây mình làm ví dụ là mình khoanh từ hôm 26 tháng 10. Còn tất cả mình khoanh từ đầu tháng 11 đến 14 tháng 11 là khoanh hết. Theo như kế hoạch của mình là khoanh tầm thời gian đông chí. Như mình 4 tháng 11 mình khoanh hết là khoanh trước một tháng. Nhưng vải mình bây giờ vẫn rất ok. Không có cây nào có nguy cơ ra lộc. Đầu đều kim. Và trời mưa ẩm này chắc chắn là thừa nước các bạn ạ. Các bạn vừa xem ao của mình. Mưa ẩm này thừa nước rồi. Nếu như cái vải này để tự nhiên chắc chắn là ra lộc, không có cây nào ra hoa được. Nhưng mình vẫn đợi các bạn nhé. Mình mới khoanh một đường duy nhất thôi. Mình vẫn đợi. Mình chưa làm gì. Thì như sáng nay hay hôm qua nhỉ, mình làm video. À sáng nay. À trưa nay nhỉ. Mình đi dạy học về mình làm. Bây giờ chia sẻ anh em và các bạn như vậy. Nhưng mình làm ít nhất mình đợi các bạn ạ. Mình đợi để xem tình hình như thế nào. Mình xử lý tiếp. Thì với vườn vải này bây giờ mình sẽ làm gì? Kế hoạch mình lấy đất làm bùn. Và lấy bùn ao. Nhưng mình không làm được. Vậy thì bây giờ trời lại mưa. Không làm bùn được thì mình lại đi lấy rác cái vườn này vậy. Trời mưa có ưu điểm là khi mưa nó ẩm ướt thì mình sẽ bừa cái cỏ rác này rất là dễ. Khi mình bừa cỏ rác này xong thì bắt đầu mình cày vườn. Chắc cày vườn xong mà trời cũng ráo thì mình lại lấy bùn. Thế thôi. Hết cái vải này. Còn mà cày bừa lên mà sợ trời mưa nữa thì bón kali. Mình làm thế thôi. Chẳng có gì nữa rồi. Các bạn rảnh thì thăm vườn với mình thôi. Thôi gọi là mình thăm thôi. Quay đi chứ thực tế mình thăm ngày nào mình cũng xem rồi. Chẳng có gì cả. Vải mình thế này. Riêng cách làm vải của mình thì mình sử dụng kỹ thuật giải vụ. U hồng, u trứng cho ra sớm nhất. Thanh Hà ra ngẫu nhiên. Vải thiều phải làm muộn nhất. Để nó giải vụ ra. Đây. Đầu kim bé tí. Đường khoanh đây. Đường khoanh đâu nhỉ? Ôi, cái đường khoanh à? À mãi trên này. Đây. Đường khoanh tương đối cao các bạn ạ. Cây này bị khoanh chịu khó quá. Những cây kia khoanh lười, cây này chịu khó quá. Khoanh cao. Đường khoanh đây. Đang thay dần cây cảnh các bạn ạ. Bây giờ cái gì cũng được. Mất mùa thì mình chuyển cây.
Bởi bây giờ tự dưng chuyển cây cảnh vào đây, nếu cây mà thất bại người ta sẽ cười. Bây giờ mất mùa mình có cớ mà chuyển cây cảnh hơn, kiểu gì cũng là được. Đây, đường khoanh đây. Khoanh nghe. Thì qua đầu video ở phần cây u trưng trắng tháng 3 rồi sang cây vải này, thì các bạn thấy muốn vải không ra lộc chúng ta chỉ có con đường khoanh thật rộng. Chúng ta tính như thế nào thì tính, chỉ cần vải đậu quả nó liền. Còn nếu khoanh rộng bất cứ một loại vải gì nó đều có nguy cơ chết. Vậy nguy cơ chết là khi cây vải những ngày khô hanh giá, khô quá, hạn lâu quá thì chúng ta tưới nhẹ nước. Còn cách khoanh của mình mà tại sao cây nó không chết, ví dụ vậy thì mình phải theo này, không tưới. Có thể là mình khoanh bằng cái đồ mình chế. Ui, nó chỉ khoanh mất 3 cái đường, chứ nó không khoanh vào vỗ sâu. Còn nhiều anh em chia sẻ khoanh bằng móc là vải không giữ lọc bằng, không giữ được lọc bằng khoanh bằng cưa. Vậy là móc của các bạn là các bạn làm, các bạn thiết kế, các bạn mua ngoài chợ, nó thành khuôn mẫu sẵn. Còn mình làm bằng cái đồ khoanh của mình, nó bằng cái nạo của mình, nó lại được đảm bảo như vậy. Khi mình đăng video chia sẻ thì anh em bảo làm chậm quá, nhưng mình khoanh một lần thôi, theo mình nghĩ chậm nhưng mà chắc. Anh em và các bạn có thể khoanh lần một, xong khoanh mịn lại lần hai, rồi quấn băng dính, cởi băng dính, thì mình khoanh một lần tính ra cũng không phải là chậm lắm. Đây các bạn quan sát vải mình đều một màu như thế nhé. Cái này mình khoanh tầm độ khoảng mùng 10 tháng 11. À vậy là mình khoanh đã được 2 tháng rồi. Mọi năm mình khoanh đông chí, thì hôm nay đợt năm nay mình khoanh trước đông chí hơn tháng. À đây, hôm qua mình ra đây mình lấy rác về trồng cái cây cảnh đây. Mình đi qua khu ấy gọi là không mít rồi, à dụng có vườn trúc rồi. Đây mình xuống phần hai ruộng, đường khoanh muộn nhất đây. Các bạn quan sát đường khoanh nhé. Đây, lọc lá đây. Đầu kim. Không có dấu hiệu gì. Quan sát cái đường khoanh của nó. Đấy. Không có dấu hiệu gì. Ôi! Rồi, đã đến giờ đâu? Được rồi, hơn 4 giờ rồi. Rồi. Về đón ngay đây. À đây, cây vải tàu sớm đây. Năm nay ra muộn hơn một chút. Thôi mình không chém gió đây nhá. Đến giờ đón con mình rồi. Khổ thế các bạn ạ. Vợ gọi về đón con. Thôi về đây.